Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Thức dậy sớm là điều không dễ dàng, vì vậy hãy thưởng cho mình một ly McCafe mới pha chỉ với 1 đồng tại McDonald's. Được làm từ 100% hạt cà phê Arabica, chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for 250 của McDonald's. Rất cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới cùng với anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Và thưa quý vị, một trong những cái tin tức đáng chú ý từ ngày hôm qua đó là một trong những cái vụ bắt giữ đến từ cơ quan thực thi di trú hiện nay đang khiến cho rất nhiều người bất bình. Đó là một người thanh niên bị bắt, nhưng mà anh này hiện đã được ở lại từ hơn 20 năm qua dưới cái sự bảo hộ từ chính sách của Tổng thống Obama, gọi là Deferred Action for Childhood Arrivals, gọi tắt là DREAM. Người thanh niên này tên là Daniel Ramirez Medina, năm nay 23 tuổi. Anh đã vào Hoa Kỳ từ năm 7 tuổi, thế nhưng mà đã có work permit được cung cấp dưới thời chính phủ Obama, và được biết là anh này có việc làm ổn định, có một đứa con trai và không hề có tiền án phạm tội. Thế nhưng Ramirez bị bắt từ thứ sáu vừa rồi từ các nhân viên của cơ quan thực thi di trú, gọi tắt là ICE. Thì người phát ngôn của cơ quan ICE là bà Rose Richardson cho biết là anh Ramirez đã có mặt ở một ngôi nhà tại Des Moines, nơi mà cơ quan ICE đến để bắt một người đàn ông khác có tiền án phạm tội, và người đàn ông này có lệnh phải bị trục xuất. Và bằng chứng cho thấy là Ramirez thừa nhận anh ta có liên hệ với băng đảng, và như vậy thì anh này cũng là một mối đe dọa với xã hội, thế cho nên là Ramirez đã bị cơ quan ICE bắt giữ. Thế nhưng luật sư biện hộ cho Ramirez thì lại nói rằng anh không hề thừa nhận là anh liên quan gì đến băng đảng, và lời tuyên bố của bà Richardson là không đúng sự thật. Vào ngày hôm qua thì luật sư của Ramirez đã nộp hồ sơ chống lại cái vụ bắt giam anh này, và ông đã gọi đây là một vụ bắt giữ vi hiến. Và rồi người phát ngôn viên của tòa án Seattle thì cho biết là một cuộc điều trần về cái vụ bắt giữ Ramirez sẽ được tổ chức vào thứ sáu này ở tòa án của liên bang. Hiện thì anh Daniel Ramirez vẫn đang bị giam giữ tại thành phố Tacoma ở Washington. Vào sáng ngày hôm qua, tại thủ đô Washington, trong một bản báo cáo từ lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, vị tư lệnh của lực lượng đặc nhiệm này là ông Thomas, commander của lực lượng US Special Force, cho biết là trong thời gian qua, lực lượng Hoa Kỳ và phối hợp với liên minh đã tiêu diệt được từ 50 tới 60 ngàn tên ISIS. Thưa quý vị, đây là một trong những tin tức rất quan trọng và một chiến thắng lớn cho lực lượng Hoa Kỳ phối hợp với liên minh. Họ nói rằng vào tháng 12 thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã báo cáo là có ít nhất 50.000 chiến binh ISIS đã bị tiêu diệt. Thế nhưng họ nói rằng cái báo cáo đó được xem là vừa phải thôi. Thực ra đó, cái số người chết nó nhiều hơn theo bản tin ghi nhận được. Và mới đây, trong các cuộc tiến công ở Syria và Iraq, số binh sĩ và chiến binh ISIS này còn được tiêu diệt nhiều hơn nữa. Và ông nói rằng cho đến giờ phút này, riêng tại Syria đó, hơn 25.000 chiến binh, họ gọi là Daesh, đã bị tiêu diệt. Daesh cũng là chữ của ISIS, thưa quý vị. Cho nên đây là nỗ lực mà các vị tướng và tư lệnh của Hoa Kỳ tuyên bố là ngay tan của ISIS đang dần được đến. Và ngoài ra, hình ảnh của tên là Al-Ababu cũng cho thấy là đây là thủ lãnh của ISIS đã bị thương nặng trong một vụ tấn công mới đây.
Cho đến giờ phút này thì phía Hoa Kỳ họ vẫn đang còn theo dõi lượng định tình hình để xem tên là Al-Baghdadi có thiệt mạng hay không. Và thật nhanh thưa quý vị, ông Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ vừa được Trung Quốc cho giấy phép về trademark, nhãn hiệu cầu chứng tại tòa. Trong thời gian qua, trước khi lên làm Tổng thống thì ông Trump cũng đã nộp hàng chục đơn xin nhãn hiệu cầu chứng tại tòa. Và mới ngày hôm nay thì Trung Quốc vừa cho biết họ đã đồng ý một nhãn hiệu liên quan đến công ty xây dựng của ông Trump. Ông Trump vẫn nổi tiếng bởi vì có hàng trăm công ty, trong số này có công ty xây dựng. Và hiện nay vẫn còn 49 pending trademark, 49 nhãn hiệu cầu chứng tại tòa vẫn đang còn chờ đợi phía Trung Quốc cho phép. Tuy nhiên, cái điều khó ở đây cho ông Trump đó là mỗi khi mà có một nhãn hiệu cầu chứng hay bất cứ một cái tin tức gì tốt về công ty của ông đó, là ngay lập tức gặp cái sự chỉ trích ở thủ đô Washington. Lý do họ tiếp tục điều tra, họ lo ngại đó là khi ông lên làm tổng thống, có thể ông sẽ đưa ra những cái quyết định có lợi cho các công ty của ông và vi phạm vào một trong những cái điều hiến pháp không cho phép một giới chức chính phủ Hoa Kỳ trong lúc tại chức vẫn có làm ăn và những cái việc mà chính sách của ông có thể mang lợi đến cho công ty của ông mà không có thể vừa lợi cho quốc gia mà đồng thời cũng làm lợi cho công ty của ông, thì đó chỉ là những cái chỉ trích thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Trung Quốc họ cho phép một nhãn hiệu cầu chứng của Donald Trump được thi hành. Và thưa quý vị, mới đây thì công ty Uber họ đã vừa tuyên bố là sẽ ngừng cung cấp dịch vụ Uber tại Đài Loan sau khi mà bị chính phủ ở đây phạt một cái số tiền lên đến là 2.5 triệu cũng như là một cái cuộc chiến pháp lý kéo dài rất là nhiều năm qua với chính phủ ở Đài Loan. Thì được biết là kể từ khi ra mắt cách đây 4 năm ở Đài Loan, Uber chỉ phục vụ được ở khoảng chừng 4 thành phố, thế nhưng luôn bị chính phủ tìm cách ngăn cấm. Cái lý do quan trọng nhất là bởi vì Uber họ đăng ký ở Đài Loan là một công ty công nghệ phần mềm, chứ không phải là công ty cung cấp dịch vụ chuyên chở, mà chính phủ Đài Loan thì cho như vậy là bất hợp pháp. Bởi vì tất cả tài xế của Uber đều không có bằng lái chuyên dụng, không qua đào tạo cơ bản. Và cái điều này sẽ khiến cho cái việc chuyên chở hành khách dễ gặp nguy hiểm. Và thứ nhì, đó là Đài Loan có một cái ngành công nghiệp taxi rất là mạnh với hơn 34.000 công ty lớn nhỏ. Và Uber đi vào thị trường này đã phá giá rất là nhiều và đã gặp sự phản đối mạnh mẽ đến từ những người taxi truyền thống. Và thứ ba nữa là chính phủ họ cho biết là họ sẽ không có vấn đề gì với Uber nếu như công ty này chịu đóng thuế, mua bảo hiểm cũng như là kinh doanh theo đúng như quy định luật pháp tại Đài Loan. Thế nhưng mà Uber thì họ nhất định không tuân thủ khi mà họ nói rằng họ không phải là một công ty vận chuyển. Thế nên là nếu như có tai nạn hoặc là tranh chấp xảy ra giữa tài xế và hành khách thì Uber không chịu trách nhiệm. Và chính phủ Đài Loan thì cho là như vậy là bất hợp pháp. Và kể từ ngày 6 tháng Giêng thì Đài Loan đã áp dụng một cái khung hình phạt mới đối với những công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển mà sai quy định, từ cái mức chỉ 150.000 tệ lên đến 25 triệu Đài tệ, tức là 780.000 đô nếu như mà sai phạm thưa quý vị. Và cuối cùng mời quý vị một lần nữa đi xem phim Vệ sĩ Saigon lái trên đường Beach gặp đường Orange Shop, gặp phải là thấy ngay Vệ sĩ Saigon, cuốn phim hành động hài hước rất hay với các diễn viên vừa Việt Nam và đạo diễn Nhật là Ken Ochiai, nói về cặp vệ sĩ bá đạo thế nhưng hài hước, lấu cá, mê gái trong một nhiệm vụ tưởng không khó nhưng khó không tưởng. Một lần nữa, Vệ sĩ Saigon sẽ chiếu đến ngày 17 này mà thôi thưa quý vị. Đó là bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay với Thảo Yên, Hoàng Trầm Thủy. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị trở lại chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay theo dõi các phần tin cập nhật trong ngày quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Chương trình này được mang tới bởi McDonald's. Vượt qua cả những ngày khó khăn nhất với một ly McCafe trong tay,
Mặt cà phê của McDonald's được pha mới mỗi 30 phút và chỉ 1 đồng cho bất kỳ cỡ nào. McDonald's được một lựa chọn đã tốt, nhưng được hai lựa chọn thì còn tuyệt vời hơn. Chọn hai món bất kỳ trong những món ưa thích như 4 miếng Chicken McNuggets hay McChicken chỉ 2 đồng 50 cent với McPick 2 for $2.50 của McDonald's.